Rồi em xin chào cả nhà nha. Em chào mừng cả nhà đến với kênh Đồng Hồ Si Kim Phụng à. À cả nhà ơi, hôm nay thì em cũng sẽ lên cả nhà mình tiếp tục lên cả nhà một con Senko 5 nữa ha. Cũng dòng automatic luôn nha cả nhà. Đây, con này mặt trắng nha. Đó, hai ô có lịch góc 3 giờ nè. Rồi em coi nó có dạ quang không ha. Thì con này là kim cọc số chấm bi có dạ quang nha cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Đó, thấy chưa? Mặt trắng nè. Kính thì có vết lông mèo không đáng kể ha. Thì con này á, size ngang của nó là size 30, đây, size 36.6 nha. Đây, size ngang á, là size 36.5 nè, đó không? Nếu mà em đo núm luôn á, đo núm luôn đây, là 37.8 nha cả nhà, là như 38 rồi đó. Đó, con này mặt trắng là đẹp luôn nè, dây khóa nè, dây khóa nguyên zin ha, nhập hiệu hết luôn nha. Mặt bên hông đây. Con này thì độ mới thì cũng ok cả nhà. Máy nó đang đánh nè. Nhìn bộ máy nó đã cả nhà ha. Đây, lỗ sao nha. Rất là đẹp luôn ha. Senko nè, thấy không? Rồi, thì con này á, dây tay á, tầm khoảng là dây tay 18, 18.5, 19 cho vừa luôn cả nhà. Mà em báo cả nhà 18.5 thôi ha. 18.5 đổ lại đeo ok giúp em nha. Senko 5 mặt trắng. Đó, automatic ha, rất là đẹp luôn ha. Rồi thì con này em sẽ bán cả nhà mình với giá là 1.450.000 mã 20 ha. 1.450.000 mã số 20 cả nhà. Cả nhà mình chốt thì cứ chụp hình là gửi Zalo cho em nha. Rồi, thì bên em cọc chuyển khoản mới đi hàng nha cả nhà. Cả nhà tin tưởng em mới chuyển khoản hết, em bao ship nha. Đó, con này rất đẹp luôn đó nha. Rồi, em xin chào cả nhà nha.